Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Vì sao ông bố đập phá 7 hộp sữa ở siêu thị vướng lao lý? Cường nói bức xúc với đại diện hãng sữa không thực hiện như lời hứa giữa các bên cùng đi giám định hộp sữa và đưa con trai họ đi khám bệnh viện mà bỏ về Hà Nội nên đã gây ra vụ việc. Phòng Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết cơ quan này đã gửi báo cáo lên Bộ Công an việc đang tạm giữ hai người liên quan đến vụ việc đập 7 hộp sữa trong siêu thị. Theo báo cáo, chiều muộn ngày 14 tháng 7, Công an Nghệ An nhận được tin báo có người đàn ông đang hủy hoại tài sản tại siêu thị Tú Bắc ở đường Đinh Công Trang, thành phố Vinh, Nghệ An. Cảnh sát 113 đã được huy động đến hiện trường. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đầu tháng 5, Nguyễn Cảnh Cường, 28 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, đến siêu thị Tú Bắc do ông Phan Hữu Tú, 48 tuổi và bà Nguyễn Thị Bắc, 40 tuổi làm chủ để mua sữa cho con trai 6 tháng tuổi. Trước đó, gia đình từng mua 2 hộp sữa cùng nhãn hiệu ở đây. Chiều hôm 28 tháng 5, Cường cùng vợ là Cao Thị Hoài Nhung và Nguyễn Cảnh Dương, anh trai Cường, mang hộp sữa đến phản ánh với đại diện siêu thị. Họ cho rằng sản phẩm kém chất lượng dẫn đến con của Cường bị tiêu chảy. Ông Tú giải thích sữa được nhập từ công ty trách nhiệm hữu hạn ở phường Định Công, Hà Nội, sẽ liên lạc với đơn vị này để giải quyết. Khi sự việc xảy ra, vợ chồng chủ siêu thị cũng đến phòng trọ và bệnh viện thăm bé trai. Bà Bắc đã hỗ trợ gia đình Cường số tiền 30 triệu đồng. Phía đơn vị cung cấp sữa cũng đến làm việc với anh Cường, tuy nhiên hai bên không tìm được hướng giải quyết. Ngày 8 tháng 7, Cường yêu cầu gặp vợ chồng ông Tú. Khi gặp, người đàn ông 28 tuổi yêu cầu chủ siêu thị viết cam kết chịu trách nhiệm cho sức khỏe cho con trai của anh ta về sau nhưng không được chấp thuận. Ông Tú cho rằng trách nhiệm đó thuộc về công ty phân phối mặt hàng. Cũng tại cuộc gặp, chị Nhung gọi bà Bắc ra ngoài để nói chuyện rồi đưa máy điện thoại iPhone 6 Plus của mình ra. Bà chủ siêu thị đọc được một đoạn văn trong đó có con số 200 triệu đồng. Theo báo cáo gửi Bộ Công an, khi sự việc diễn ra, vợ chồng chủ siêu thị không nói gì, đã im lặng ra về. Một tuần sau, đại diện công ty phân phối sữa cùng ông Tú gặp Cường và Nguyễn Văn Hùng, 49 tuổi, ở xã Nghi Phú, anh trai của Cường, tại một quán cà phê trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh. Tại đây, hai bên không thống nhất được hướng giải quyết. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Cường và Hùng đến siêu thị Tú Bắc chửi bới, Cường tát vào mặt bà Bắc, đồng thời nói với khách hàng đang mua sữa trong siêu thị với nội dung siêu thị bán sữa rẻ làm con anh ta sử dụng bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu. Thấy trên bàn thu ngân của siêu thị có hai hộp sữa cùng loại gia đình đã mua, Hùng kích động Cường ném ra đường Đinh Công Tráng. Mi lấy hai hộp sữa ném ra ngoài đường cho ăn, Hùng nói. Tiếp đó Hùng chỉ vào kệ đựng sữa rồi nói với Cường, Mi cứ lấy sữa ném hết cho tao. Nhận được thông tin trên, Cường vào siêu thị lấy hai hộp sữa đưa cho Hùng ném xuống vỉa hè trước cửa hàng. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn quay vào lấy thêm 3 hộp sữa loại 800 gram ném xuống vỉa hè lòng đường Đinh Công Tráng. Số sữa mà Hùng và Cường đập phá tổng cộng 7 hộp trị giá 3,7 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định con của Cường nằm viện tại Bệnh viện Quốc tế Vinh từ 30 tháng 5 đến mùng 7 tháng 6. Theo hồ sơ bệnh án, khi khám bệnh vào khoa nhi, bé trai bị tiêu chảy cấp, không mất nước. Quá trình làm việc với các bác sĩ khám chữa bệnh cho cháu bé, không kết luận được nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tiêu chảy. Ngày 21 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 0,025 gram heroin, một bộ quân phục cảnh sát hàm trung tá. Trong vụ án này, Nguyễn Cảnh Cường được xác định là người gây ra hành vi đập phá 7 hộp sữa của siêu thị Tú Bắc, còn Nguyễn Văn Hùng giữ vai trò là người xúi giục và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 15 tháng 7, thời điểm chưa bị bắt, trao đổi với phóng viên, Cường và vợ cho rằng con họ ăn sữa của siêu thị Tú Bắc bán nên mới bị tiêu chảy. Cường nói do quá bức xúc với đại diện hãng sữa không thực hiện như lời hứa rằng các bên cùng đi giám định hộp sữa và đưa con trai họ đi bệnh viện khám mà bỏ về Hà Nội nên đã đến siêu thị Tú Bắc to tiếng với chủ cửa hàng và lấy 7 hộp sữa ném ra ngoài đường. Trao đổi với phóng viên chiều ngày 27 tháng 7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết cơ quan điều tra đang gia hạn tạm giữ Cường và Hùng để tiếp tục điều tra. Cùng ngày, đơn vị này đã mời vợ của Cường lên để làm rõ một số vấn đề. Ông Cường không cung cấp chi tiết nội dung cuộc làm việc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.